Đây là chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số tự động được lắp ráp tại thị trường Việt Nam và được bảo hành 5 năm 150.000 km của nhà Toyota. Và đây là chiếc xe MPV Avanza rất là đẹp và rất là hiện đại của năm 2023. Và chiếc xe này của chúng ta thì cũng sẽ là những chiếc xe lắp ráp, thì đương nhiên là chúng ta sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Cùng với đó thì đại lý cũng sẽ có chương trình giảm giá và hỗ trợ khách hàng khi mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo. Vậy thì chiếc xe Avanza này của chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh cuối cùng là bao nhiêu? Kèm với đó thì chương trình khuyến mãi cụ thể sau khi khấu trừ hết thì giá lăn bánh nó sẽ còn lại là bao nhiêu? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh tìm hiểu đến những trang bị công nghệ trên chiếc xe Avanza phiên bản số tự động này. Cùng với đó là mức giá xe lăn bánh sau khuyến mãi cuối cùng, mức giá tốt cực kỳ cho tháng 7 của năm 2023 này nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe hơi tính của em Vinh. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe hơi tính nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào ở cái phần đầu xe. Ở đầu xe thì chúng ta sẽ thấy được đây là một chiếc xe MPV với rất là nhiều những cái đường nét góc cạnh khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Đặc biệt hệ thống đèn chiếu sáng phía trước thì sẽ được trang bị với bóng đèn hoàn toàn là bóng LED ở phía trước đây. Đèn xi nhan cũng sẽ được tích hợp ở trong đây và đèn chiếu sáng ban ngày cũng sẽ là đèn LED tích hợp gọn trong một cái cục đèn chiếu sáng phía trước đây. Được thiết kế rất là đẹp và nhìn nó rất là sang trọng khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Tiến dần xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một bộ đèn sương mù. Hệ thống đèn sương mù của chiếc Avanza này sẽ được trang bị là đèn sương mù dạng halogen, giúp chúng ta đi ra địa hình hơn và giúp chúng ta đi vào những cái địa hình khó nó dễ dàng hơn với hệ thống đèn chiếu sáng là bóng đèn halogen cho ra ánh sáng màu vàng như quý vị nha. Phía ngoài thì sẽ ốp một cái thanh nhựa đen nhám nhìn rất là góc cạnh, tôn thêm cái sự khỏe khoắn cho chiếc Avanza này. Và đặc biệt thì chúng ta phải nói tới không thể thiếu chính là hệ thống lưới tản nhiệt. Về cái hệ thống lưới tản nhiệt của chúng ta thì sẽ được trang bị bởi những cái thanh ngang lớn và làm rất là to bản luôn, cho cái khả năng hút gió và làm mát tốt hơn và khí động học hơn. Và cùng với đó nó cũng sẽ góp phần cho chiếc Avanza chúng ta cái sự hầm hố hơn và góc cạnh hơn khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Đó, logo thì vẫn sẽ được dập nổi và mạ chrome và những cái họa tiết này sẽ được sơn bằng nhiều đèn bóng nha, rất là đẹp luôn. Về tổng quan phần đầu xe Avanza thì chúng ta sẽ thấy được đây là một chiếc MPV có một cái phong dáng rất là đẹp của năm 2023. Còn về phần hông xe thì sao? Hông xe thì chúng ta sẽ có được một cái bộ mâm là cái điều đầu tiên chúng ta phải nói tới, sử dụng vỏ Breton. Và mâm của chúng ta thì sẽ được trang bị là mâm đúc phay xước. Đó, thắng thì hai thắng trước chúng ta sử dụng thắng đĩa, còn hai thắng sau thì sẽ là phanh đằng chống nha quý chị nha. Đó, về đường kính vành mâm thì là 16 inch, thiết kế phay xước rất là đẹp và thể thao. Phía trên thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ gương chiếu hậu được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp đèn rẽ nhận LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động luôn, có cảnh báo đêm mù và cảnh báo phương tiện cách ngang, đầy đủ cho chiếc Avanza phiên bản số tự động này. Tay đóng cửa sơn cùng màu thân xe, đó, rất là đầy đủ. Phần hông xe của chúng ta thì như chúng ta có thể thấy được, đây là một chiếc MPV cỡ nhỏ rất là đẹp và rất là hiện đại luôn. Nhìn cái phần hông xe rất là trường xe, nhìn rất là thích nha. Đó, về phần đuôi xe thì sao? Chúng ta sẽ di chuyển ngay ra cái phần đuôi xe để có thể quan sát chi tiết hơn về cái chiếc Avanza này. Thì ở cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên chắc là cụm đèn. Hệ thống đèn ở phía sau chúng ta được trang bị với hệ thống đèn hoàn toàn là LED luôn, thiết kế 3D dạng nổi cực kỳ đẹp. Ở phía sau đây, chúng ta sẽ được trang bị những cái đèn xi nhan dạng LED và đèn báo dây cũng sẽ là dạng LED luôn, rất là đẹp. Đó. Đèn báo pha dạng LED trên cao, anten dạng vây cá mập, đó, xây kính sau gạt mưa phía sau, đầy đủ nha quý chị nha. An toàn thì có cảnh báo phương tiện cắt ngang và hai cảm biến lùi kết hợp với camera lùi để chúng ta di chuyển và vận hành chiếc xe dễ dàng hơn. Và với khối động cơ là 1.5 lít và hộp số CVT thì chiếc Avanza này của chúng ta chỉ tiêu hao hết 5,8 lít đối với đường kết hợp thôi. Đó, còn đối với đường ngoài đô thị là 5,1 lít và trong đô thị chỉ có tầm khoảng 6,8 lít, 6,9 lít thôi. Đó, rất là tiết kiệm nha cho một chiếc xe 7 chỗ. Về phần cốp xe thì Avanza cũng được trang bị một cái cốp xe khá là rộng rãi nha. Cốp xe khá là rộng rãi, đó, bằng luôn cả đàn anh là chiếc xe Toyota Veloz. Đó, rất rộng. Đó, phía dưới đây chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ này để chúng ta để những cái vật dụng trong quá trình chúng ta sử dụng xe ở trong đây. Đó. Đó, khi không sử dụng nữa thì chúng ta có thể đậy lại. Đó, thao tác rất là dễ dàng. Đó, phần này chúng ta có thể tháo rời được luôn nha quý chị nha. Đó, đó là tổng quan về cái phần cốp xe rất là rộng. Rồi, chúng ta sẽ cùng đóng phần này lại và tiến ngay vào cái phần nội thất của cái chiếc xe Toyota Veloz này nha. Tiến vào phần nội thất thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên khi chúng ta bước vào đó là một cái tông màu là màu đen của chiếc xe Toyota Veloz này, pha trộn thêm màu nâu cánh dán nữa, nhìn rất là đẹp nha, rất là trầm tính. Khi chúng ta mà đi với lại cái màu ngoại thất là màu trắng thì nhìn rất đẹp luôn. Trên tappy này cũng được trang bị rất là nhiều những nút bấm để chúng ta sử dụng xe trong quá trình vận hành chiếc xe này. Lên xuống kính tài thì sẽ là một chạm chống kẹt, chỉnh kính điện gập kính điện tự động. Đó, tay nắm cửa mạ chrome đầy đủ cho chiếc xe này. Chúng ta sẽ cùng tiến vào phần nội thất ngồi và trải nghiệm cùng em Vinh nha. Thì khi chúng ta bước vào cái phần nội thất thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên đó chính là cái nút đề cái chìa khóa thông minh. Đây là chìa khóa thông minh của chiếc xe Toyota Veloz của Avanza của chúng ta. Đó. Rồi.
Về phần vô lăng thì chúng ta sẽ được trang bị một cái vô lăng cũng tích hợp khá là nhiều những nút bấm trên đây, điều khiển cái màn hình đa thông tin, tăng giảm âm lượng nằm thoại đánh tay và chuyển bài lên xuống tiếng đầy đủ. Về cái màn hình giải trí phía trước mặt người lái thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình đa thông tin 4.2 inch ở đây và cái màn hình chào khá là ấn tượng. Đó. Ở trong cái màn hình đa thông tin này thì cũng thể hiện khá là đầy đủ những thông số cơ bản gửi tới người lái trên đây. Đó, để chúng ta dễ dàng vận hành chiếc xe này hơn. Và hai màn động cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó, rất là rõ ràng và đầy đủ cho người sử dụng xe dễ dàng nắm bắt cái chiếc xe này hơn. Đó. Về hệ thống giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị trên phiên bản mới này một cái màn hình 9 inch. Đó, một cái màn hình 9 inch mới có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, USB đầy đủ nha quý chị nha. Hệ thống cam lùi cũng sẽ được thể hiện trên đây và cái màn hình mới này sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm tốt hơn. Với hệ thống 6 loa thì chất lượng âm thanh để chúng ta giải trí cũng được nha quý chị nha. Khá là ổn đó. Rồi, hệ thống điều hòa thì sẽ được trang bị với điều hòa chưa phải là điều hòa tự động nha quý chị nha, điều hòa cơ nhưng mà sẽ sử dụng nút bấm hoàn toàn. Nó sẽ giúp chúng ta có sự hiện đại hơn ở trên cái hệ thống điều hòa này. Nút để startup đây nha. Hộp số CVT. Rất quen thuộc trên chiếc xe Toyota Avanza của chúng ta. Phần tắp bi này thì sẽ có những cái hộc để đồ này. Tắp bi thiết kế với những cái họa tiết mạ bạc cũng rất là đẹp. Đó là về tổng quan về cái phần nội thất của chiếc Avanza của chúng ta. Những cái cơ bản nhất thì Avanza cũng đã được trang bị rồi nên chúng ta cũng sẽ khá là yên tâm về cái phần nội thất này. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai để quan sát chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Đó. Em Vinh sẽ tiến vào phía trong để ngồi luôn nha. Thì ở cái hàng ghế thứ hai này đầu tiên thì chúng ta sẽ cảm nhận được đó chính là cái sự rộng rãi ở trên cái chiếc xe này. Đó. Ở trên xe thì cũng sẽ được trang bị những cái jack sạc USB ở phía sau đây, hai jack sạc USB nha, nằm ngay phía dưới đây để chúng ta sử dụng. Cửa gió sẽ được trang bị ở tất cả các hàng ghế. Đó. Ở trên tappy thì cũng sẽ được trang bị những cái hộc để chúng ta để ly nước. Nó giống như đàn anh là mẫu xe Toyota Veloz, rất là tiện dụng. Đó. Rồi, và cái thao tác ngoài chế độ ghế sofa giống đàn anh Veloz ra thì cái thao tác thì chúng ta đi lên cái hàng ghế thứ ba này cũng rất là đơn giản luôn. Với một chạm thôi là chúng ta sẽ di chuyển được vào phía bên trong của cái hàng ghế thứ ba. Về hàng ghế thứ ba thì chiều cao mà dưới 1m7 thì chúng ta ngồi khá là thoải mái ở trên cái chiếc Avanza này. Đảm bảo nó sẽ không chật đâu nha quý anh chị nha. Dưới 1m7 ngồi là thoải mái đó quý anh chị. Đó. Đó là về tổng quan về chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số tự động được lắp ráp tại thị trường Việt Nam của chúng ta với rất nhiều chương trình ưu đãi. Vậy thì cụ thể chương trình ưu đãi cho tháng 7 này sẽ như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào mức giá và khuyến mãi của chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số tự động này nha. Thì đầu tiên, đối với mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe Toyota Avanza này, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 598 triệu đồng dành cho chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số tự động đang đứng kế bên em Vinh đây. Đối với khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe này sẽ có mức giá lăn bánh dự kiến là 653 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi từ nhà nước được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đã được cấn trừ vào rồi nha quý chị nha. Theo quy định mới của nhà nước là thuế trước bạ 5%. Còn về góc độ đại lý thì sao? Về góc độ đại lý thì đại lý vẫn sẽ giảm cho khách hàng 20 triệu tiền mặt, trừ trực tiếp vào giá xe và tặng thêm gói phụ kiện 10 triệu đồng, tổng khuyến mãi lên tới 30 triệu đồng dành cho chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số tự động này nha. Vậy thì cụ thể nếu như chúng ta trừ đi 20 triệu đồng thì chiếc xe này sẽ chỉ còn lại là 653 triệu đồng mà thôi. Đó, cộng thêm nếu mà những khách hàng nào có hộ khẩu tại các tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì đâu đó chiếc xe này lăn bánh chỉ còn lại là 613 triệu đồng để có thể sở hữu chiếc xe này. Trong khi đó mức giá niêm yết đã là 598 triệu đồng, gần 600 triệu đồng cho chiếc xe này rồi. Vậy thì lăn bánh xong thuế phí trước bạ rồi phí biển số rồi bảo trì đường bộ phí đăng kiểm mà chỉ có hơn 600 triệu thôi, vài chục triệu đồng là chúng ta có thể mua được chiếc xe Toyota Avanza này rồi. Một mức giá rất là tốt cho tháng 7 của năm 2023 này. Vậy cụ thể 10 triệu gói phụ kiện khi đại lý tặng cho khách hàng sẽ bao gồm những gì? Chúng ta sẽ được tặng trên chiếc xe Avanza này bao gồm phim cách nhiệt, lót sàn da simili, camera hành trình phía trước và một bộ về che mưa dành cho những khách hàng đặt hàng và mua xe tại Toyota Tân Tạo khi liên hệ qua số hotline của kênh xe uy tín nha quý vị nha. Những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Avanza này thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi cạnh tranh nhất khi quý anh chị liên hệ vào số hotline của kênh xe uy tín sẽ được hỗ trợ với mức giá cạnh tranh và cực kỳ ưu đãi khi khách hàng mua xe tại Toyota Tân Tạo nha. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đừng ngần ngại gì, gọi ngay cho em Vinh hoặc kết bạn Zalo với em Vinh để được tư vấn chi tiết nha. Và cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm xe thì chúng ta có thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm xe, đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với mẫu xe mà quý vị sẽ lựa chọn nha. Và cho những khách hàng nào quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại với mức lãi suất cho tháng 7 của năm 2023
Đối với khách hàng nào có thể chứng minh thu nhập, mức lãi suất chỉ được 0.65% trong một tháng thôi. Đối với khách hàng nào mà không chứng minh được thu nhập hoặc chứng minh thu nhập được ở mức thấp, chúng ta có thể cân nhắc với những ngân hàng có lãi suất nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng mà hồ sơ sẽ dễ hơn nha quý anh chị nha. Với mức lãi suất là 0.83%, hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, và đặc biệt những khách hàng nào mà khi vay qua ngân hàng tài chính Tota, chúng ta đặc biệt sẽ không ép phải mua bảo hiểm, không phí chuyển khoản, không phí hồ sơ, và sẽ không bắt chúng ta phải mua bảo hiểm nhân thọ nha quý vị nha. Đó là những ưu điểm của ngân hàng tài chính Tota. Và đặc biệt những khách hàng nào mà muốn biết chi tiết về hồ sơ, thủ tục và giấy tờ chúng ta cần những gì, và hồ sơ quý vị đạt được mức lãi suất nào, thì quý vị hãy liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline phía trên màn hình để được tư vấn chi tiết nhất về hồ sơ, giấy tờ của chiếc xe Tota Avanza hoặc bất kỳ chiếc xe nào khi mua xe tại Tota Tân Tạo qua kênh xe uy tín của em Vinh nha. Hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo, và đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Em xin cảm ơn.